Ngồi luôn. Ơi tắt ga đi, em bận phát là em đi luôn đấy. Đây cái xe này nó có công tắc khẩn cấp nè. Tắt cái này là cứ yên tâm, không sợ hết. Em ngồi thử luôn, thử nó đẹp không? Đúng không? Vừa đẹp luôn á. Này là con gái 1m67 là ngồi ngồi ok lắm luôn á anh em, nhìn rất là chất. Rồi, ok anh em mới ngủ dậy ha, thì lâu rồi mình chưa có quay clip bán R15, bữa giờ toàn là bán xe bự, xe lớn, xe to không à. Thì bây giờ có anh em nó qua mua con R15 thì mình quay cho anh em xem. Thì xe thì anh em coi thì cũng biết rồi, thì xe rất là đẹp ha. Cái này cái gì, có đứa nào biết cái này cái gì không? Cái này nè. Xe còn zin, bộ giá gì? Cục đăng kiểm mà sao? Bộ giám định cục đăng kiểm. Bộ này là cái gì anh em? Lạ lắm. Rồi giờ đây anh hướng dẫn xe luôn nè. Thì xe này không biết gì thì hỏi đi. Dạ. Có không biết gì không? Này giờ chạy lên đúng không? Giờ bật lên rồi. Đây anh chỉ là đây. Thì mới chơi xe thì cái này là công tắc khẩn cấp à. Này công tắc khẩn cấp nè. Thì tắt thì nó sẽ không có đề được. Nhớ nha. Mất công nhiều khi á em bấm cái này em tắt đi rồi em hỏi sao gọi alo gọi anh đề không được á, có nhiều khách về đúng rồi đó. Đây còn mở cái này nó mới đề được. À, rồi, thì đây là hai cái chìa khóa mới của nó. Thì mình sẽ cất đi một chìa ha. Tại vì nếu như em để hai chìa trên đây thì nó sẽ bị quơ lại, nó sẽ cạ. Rồi. Để anh tháo luôn cho em. Rồi đây nè, mình gắm một chì thôi. Đó, rồi đây là mở bình xăng, biết mở chưa? Dạ chưa. Thì nói chung mấy cái này đơn giản thôi, tại mình mới chơi xe mình còn bỡ ngỡ nên hướng dẫn thôi. Thì gắm cái chìa khóa vô. Khi mà mình ngồi trên xe á, mình xuống cây xăng mình kêu người ta đổ xăng á. Thì mình ngồi trên xe, mình bấm này mình mở vô, mình mở ra thôi. Rồi khi mình đậy lại mình cái tay nè, mình ỉnh này xuống. Mình dặn lại, không. Qua. Rồi cái biển số này gặp ra gặp vô, bây giờ có muốn gặp ra ra hay để gì luôn? Để gì luôn á. Muốn gặp ra thì phải có cái lục giác nha. Mình bỏ lục giác ở đây mình dặn xong mình gãy ra chứ bị ra lại gãy á. Hiểu không? Rồi. Xong rồi cái này là trắng bùng rồi. Bây giờ xuống xe. Rồi xuống đây là cái giá đỡ điện thoại ha. Rồi. Này chống đổ, cái này người ta gọi là chống đổ trước, chống đổ sau. Bây giờ anh test cho em coi xi nhan nè. Rồi xuống chạy thử. Đó xi nhan trước nè, thấy không? Xi nhan sau nè. Rồi ok. Rồi Khang dắt xe cho khách xuống chạy thử đi. Con này nó chưa có bảo vệ các nước á. Bữa nào ghé anh lên được bảo vệ các nước cho. Lên đồ chơi á, cái bảo vệ các nước của nó giờ tầm 300 mấy á. Đây bảo vệ các nước, bảo vệ anh này. Ừ, thấy không? Bảo vệ lại. Còn cái này là chống đổ trước nè ha. Ốc nè. Đó. Ủa lúc 2 mình đi là có em xe theo luôn rồi. Sao? Không cần. Chừng nào em ra tên bấm cà vạt mới cần đem xe theo thôi. Em đổi tên cà vẹt em mới cần đem xe ra công an xét xe thôi. Còn em đi đóng thuế này nọ là không cần đem xe đi theo. Chỉ cái bước cuối cùng mà mình ấy cà vẹt á là mình đem xe theo. Rồi giờ mình cho em chạy thử vài vòng ha. Cho test cái tay nghề lái xe. Rồi cho nhớt nó bơm lên xíu em. Cho nhớt nó bơm lên xíu. Đúng rồi, xăng, odo. Em bấm nữa, nếu như muốn nữa là bấm giờ. Muốn chỉnh giờ cho theo ý mình thì bấm hai nút này. Đó, rồi bấm chỉnh thôi. Đè hai nút chừng nào nhấp nháy thì mình chỉnh. Rồi về cái đó mấy này mình về mình tự chỉnh được mà. Rồi ok.
rồi thử đi, thử thử vòng hai vòng đi rồi rồi rồi. Quên chỉ cái này, con này có chợ sáng dưới nữa nha em. Chợ sáng là cái nào vậy? Này nè, ta lên chợ sáng trước rồi đó. Alo. Ủa, cái này là nó luôn sáng vậy à? Cái này có thể tắt, công tắc nè. Đây đây, để bấm một cái nữa tắt. Tại cái này ta lên đồ chơi sẵn mà. Này đổi màu. Ừ, nó sáng vậy đó, nó đổi màu thôi. À, tắt là nút chính giữa đó. Đây nè. Đó. Đó, tắt đó. Ok. Lên làm mẫu đi. Thử ơi, em thử ơi, em mét mấy? Mét 67 là mét 6, bên anh mấy bạn nữ một mét 6 là chạy con này bi bu hả? Em mét 67 là dư luôn á. Thôi thử ơi. Thử ơi, bịt khẩu trang không ai thấy đâu. Khẩu trang đâu ai biết ai em là ai đâu. Ta chỉ biết. Leo lên luôn, ngồi luôn. Ơi tắt ga đi, em bận phát là em đi luôn đấy. Đây cái xe này nó có công tắc khẩn cấp nè. Tắt cái này là cứ yên tâm, không sợ hết. Em ngồi thử luôn, thử nó đẹp không? Đúng không? Vừa đẹp luôn á. Cái này là con gái 1m67 là ngồi ok lắm luôn á anh em, nhìn rất là chất. Chụp hình lên cái là một ca like liền á. Đều có hợp á. Tại hai anh em ai cũng cao, chạy mấy con bự bự thì nó hợp. Mấy con này thì hơi lùn đúng không? Lùn. Nó lùn thiệt à. Đúng rồi, con này đẹp nè. Ok. Cái này mà. Đẹp á. Bữa nào mà muốn chụp hình xe gì cứ ghé anh. Chụp hình xe gì đâu. Ý là muốn chụp hình với xe khác á thì cứ ghé anh cho chụp cho. Nào có gì ta Bubble Charm ấy. À em thích mấy dòng mấy dòng xe cổ điển hả? Không, để em thấy con đó ở trên tóc thôi à. Thường thường mấy con này, mấy con dòng sport giống như bên đúp của anh ở trong á, hay Ducati rồi á, chụp nó sẽ hot hơn. Tại vì mấy con đó nó nổi tiếng lại nó ấy á, chụp là đúng rồi. Đúng rồi. Này mà em chạy được là đẹp á. Thôi để em về tập chạy xe con. Rồi ok, rồi cảm ơn hai anh em nhiều ha. Rồi thứ hai qua gặp anh. Yeah, rồi ok. Mấy con ốc này trước người ta lên cũng tiền không á. Ốc này gọi là Salaya. Nó sáng vậy hoài luôn á. Yeah. Kiến này mình có thể được, cái này là zin nè. Zin, bên anh có dòng độ cho kiến này. Chừng nào ấy thì, em add Zalo anh chưa? Có add mà chưa đồng ý. Add đi rồi nhớ về nhắn tin Zalo. Thì bên anh có những đồ chơi dành cho xe này mà bên anh chỉ làm cho anh em mua xe bên mình thôi. Chứ không có hỗ trợ người ngoài. Làm hết được luôn. Cái này có giá đỡ điện thoại nè, có gì mình bỏ điện thoại lên trên. Hồi đợt giờ anh bán xe bự không à, bữa nay mới có dịp quay clip xe này. Bán xe mấy xe to to á, xe này ít lắm, xe này lâu lâu mới có một chiếc đẹp đẹp. Chưa bự đó hả? Chưa, thì mấy con kia mới bự á, mấy con 400 triệu, 300 triệu rồi nó mới bự. Còn mấy xe này. Lẫn nó không ra thật. Hai bên nè em dặn hai bên. Đó. Hai tay mình dặn hai bên rồi mình kẹp vô. Dặn nữa, dặn chừng nào vừa cái điện thoại mình thôi. Ủa, còn dặn được nữa anh. Đúng rồi. Kẹt cứng rồi. Nè, dặn ra đúng không? Đó, đó, còn được nữa, thấy không? Chừng nào nó vừa với cái điện thoại mình là thôi, là ok. Rồi, mình siết lại.
nó còn vô được nữa mà. Nó vô. Rồi đó, siết lại đó ha. Đẹp liền. Đâu coi thử đánh tay lái coi. Rồi không đụng. Rồi không đụng rồi đó, ok rồi đó. Rồi tiện lợi. Coi Google Maps thôi nha, đừng coi phim bậy bạ nha. Coi phim. Dạ chưa? Dạ. Rồi, anh em có bảo trì xe thì cứ ghé mình ha. Đó, đang làm xe cho mấy anh em. Đang làm xe cho mấy anh em rất là đông luôn. Hai cái anh. Hai cái lên YouTube cái rồi. Hai xe đang chờ bảo trì nè. Z8 này xe của khách nha, đang chờ bảo trì.